Chiều hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức cuộc họp bàn xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện lễ hội trong năm 2022 và kế hoạch tổ chức hội Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Năm 2022, kế hoạch tổ chức các sự kiện lễ hội gắn chặt với chương trình hoạt động năm du lịch quốc gia tổ chức tại Quảng Nam mà Hội An là điểm hoạt động chính, dự kiến khai mạc vào ngày 25 tháng 3 năm 2022 và kéo dài đến cuối năm với nhiều hoạt động đa dạng phong phú, được thực hiện theo quy định thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chủ đề chính là du lịch xanh và thực hiện theo hướng xã hội hóa với sự tham gia của các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp, cộng đồng dân cư phù hợp với trạng thái bình thường mới. Chương trình hoạt động năm 2022 và hội Tết Nguyên đán nhâm dần gắn chặt với các lễ hội truyền thống của vùng đất và con người Quảng Nam, chú trọng phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới và khu dự trữ sinh quyền thế giới của Lao Chàm Hội An, khai thác tiềm năng và thế mạnh của du lịch văn hóa vật thể, phi vật thể, làng nghề và biển đảo, sông nước quê hương, v.v. Vâng vâng.